Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta đến giao lưu với vườn cảnh anh Phú Trường Bonsai, địa chỉ tại thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, chào anh Phú Trường nhé. Dạ vâng, chào chào bác Sinh. Em chào các bác yêu cây cảnh trên toàn quốc ạ. Vâng. Hôm nay nhà vườn em cũng mới về được thêm một lô cây mới để phục vụ các bác trong dịp này ạ. Và tác phẩm đầu tiên thì nhà vườn em muốn giới thiệu đến các bác là một tác phẩm sung ạ. Vâng, một cây sung. Một cây sung, rất là nhiều đầu. Đặc biệt là tôi khi mới đến đây tôi ngắm cây sung, tôi thấy có một cái nét rất lạ, cái là nó không phải là một gốc sung đơn thuần đâu, nó lại đưa ra rất nhiều những cái nhánh, nó như một cái quần thụ. Và mà là một bệ sung cũng khá là già rồi. Rất là già các bác nhé. Đấy, và anh ấy lại cấu tạo một cái đôn xoay để anh ấy quay xung quanh được, coi như là một cái mâm xoay trên đôn. Đấy, các bác nhìn thấy rất là hiện đại, rất là đầu tư vào cái vườn cảnh nó ngày càng một cách hiện đại và hoàn hảo hơn. Rất độc lạ cái cây sung này. Đây là một cây sung một cốt các bác nhé. Rồi, một cốt, một gốc, một thân đấy, chứ không phải là lắp ghép gì cả. Đấy. Ta nhìn cái thân chính của cây sung đây, ở vị trí này. Sau khi hạ thấp cái thì nó ra rất nhiều đầu này. Đấy. Và chơi một thời gian nữa chúng ta tiếp tục cơi nổi được bệ lên nữa đấy. Bởi vì sau khi cái bệ rễ nó lớn lên thêm, thì là cái tay hoành này nó sẽ cao hơn một chút. Đấy. Đây cũng là những cái cây bonsai với cái dáng lùn lực, bệ rất lớn, nhưng mà cây này, cây sung này có bảo cao hơn nữa chẳng cao được nữa. Chỗ này nó vút lên rồi này, chia rất nhiều dăm rồi. Dăm cũng rất là dày rồi. Và những cái vòi quả thì đã có rồi, nhưng mà đợt vừa rồi là nó khô. Chắc là tới đây chăm sóc tốt, đủ chất thì đủ nước thì nó sẽ lại tiếp tục ra. Cây này trước là một cây nó đang ngâm nước bác ạ. Nhưng mà quá trình về vườn cháu là cháu chưa kiếm được cái chậu để cháu ngâm. Thế là mình không ngâm vào, nó bị khô mất mấy cái cuống quả đấy. Đây ở trên thân cũng có, đây là những cái cuống quả. Đây mai lại tòi ra đấy mà. Khô đấy, khi đủ là tòi ra. Dạ vâng. Bây giờ mình khi đủ là lại có. Đấy, đây này. Sung này cứ ngâm nước là nó ra quả mà. Đấy. Đúng rồi. Những cái cuống quả nó bị khô mất. Mình chưa kịp ngâm. Cháu xin báo qua cái kích thước cây. Cảnh rất là to. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 1m18. Vâng. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 62 ạ. Kích thước tán cây là 1m. Rồi. Tác phẩm sung này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 25 triệu. Vâng, cây sung giá 25 triệu. Ừ, hay nhỉ. Sau này cứ nuôi dăm dăm mãi như thế này lá nó sẽ bói. Ấy. Đây, thân lá sẽ già. Rất nhỏ đây này. Đấy. Thân già, cực già luôn thân đây. Già. Ui, sau này mà nó chi chít quả, đầu nào cũng ra nhiều quả đấy thì nhìn sướng thật đấy, cây sung. Rồi, giá 25 triệu. Rồi rồi, tiếp tục di chuyển đến cây khác đi. Chúng ta đến với một cây xanh Nam Điền này. Tiếp đến là một tác phẩm xanh Nam Điền ạ. Xin gửi đến các bác. Đây là một cây xanh thành phẩm đó nhé. Đợt này cháu đang nuôi lưu cho cây, cho nên là cháu chưa bấm tỉa những cái mầm ở thân này, chưa dọn. Để đang nuôi để tạo những rồi. Cái gốc u lưu méo thêm. Những cây xanh này thì nó lại được một cái lưu tự nhiên này, đang bắt đầu lên đấy. Được rồi. Một cái lưu tự nhiên. Ừ.
chân bệ đẹp, bông răm rất là mịn rồi. Thì trong video tới thì cháu cũng sẽ cắt tỉa lá nhìn dễ hơn ạ. Cháu thông báo qua đi trước đây. Hoành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 76 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 76. Kích thước tán cây là 1m1. Tác phẩm xanh Nam Điền này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 38 triệu. Giá 38 triệu. Vâng. Rồi. Và chúng ta đến với một cây xanh quê đấy. Xanh quê nhưng mà được cái bệ quá đẳng cấp luôn. Xanh quê dáng nàng. Tràn đặc rễ luôn, đặc bệ, đặc chậu luôn. Cốt dáng làng. Tay cành rất là lực. Bây giờ chỉ có tạo bông rằm nhiều nữa là cô đọng lại. Đang làm rằm. Cái chậu này đường kính bao nhiêu cháu? Dạ, chậu này là đường kính của chậu là 70 nhá. Rồi. Tác phẩm này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 48 triệu. Dạ. 48 triệu. Ok, chuyển tiếp vào một cái tác phẩm xanh Nam Điền đấy nữa. Cây xanh này được cái ưu điểm của nó được cái bộ bệ rất là đẹp. Quay. Đằng sau này thì nó hơi có một vết cháy một tí nhưng mà đang có cái rễ nó thả xuống để kéo. Nó sẽ bo, nó sẽ bo. Xanh Nam Điền thì nó kéo sạch nhanh lắm. Rồi. Cái kích thước rồi anh đo đi. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 70 ạ. Tán ngang của cây là khoảng 1m2 các bác nhé. Tác phẩm này thì cháu đang giao lưu với giá là 65 triệu. Và rồi 65 triệu. Và chúng ta đến tiếp với một cái phôi xanh ba vai mà rất là có cái tiềm năng lớn này. Dạ vâng. Độ chùn nhũ, cốt cây già chùn ra voi và màu đồng đã phủ kín hết, là những cây mà sau này có những cái dáng cây lùn lực đẹp. Đấy, một cái nét ba vai rất là rõ ràng. Đấy, phần chia rõ ràng. Ui, ở cái chỗ này nay mai nó lì sẹo nữa thì tuyệt vời luôn này. Vâng. Cổ lên này, cổ lên để đón tay ba, tay tư và quả phúc ở chỗ này. Rất là côn chứ. Và cháu cũng xin báo qua kích thước của cây. Cây đang trong nằm trong cái chậu 49 các bác nhé. Chiều cao cây có tính từ đây lên là khoảng 35 ạ. Rồi, chiều cao hiện tại thôi, còn sau này làm xong thì chắc nó sẽ cao hơn một chút. Cảm ơn. Cái tác phẩm này thì nhà vườn cháu đang giao lưu là 35 triệu. Dạ. Quá đẹp nhỉ, vui. Đẹp quá. Vào tay các nghệ nhân làm thì mà Nam Điền thì nó nhanh lên lắm. Tiếp tục nào. Vâng, chúng ta chuyển sang một cây đa Nhật. Gọi là đa Nhật à? Dạ vâng. Vâng. Da Nhật. Da Nhật. Vâng. Vâng. Đây lá nó đây cháu vừa mới tuốt xong. Loại lá như kiểu lá si ấy, nhưng mà vâng, rất là dày ạ. Dày và bóng lá. Dạ vâng. Cây này thì cũng là một cây hoàn thiện rồi.
sẵn chơi đó. Em rất độc đáo và siêu tầm. Cái này bao nhiêu tiền cháu? Dạ, cây này cháu giao lưu là 2 triệu rưỡi ạ. 2 triệu rưỡi, vâng. 2 triệu 500 nghìn. Cháu xin báo qua cái kích trước. Cái khay, khay đang để đây là 43 các bạn. Chiều cao của cây từ mặt đây là 36 ạ. Cây giao lưu là 2 triệu 500 nghìn. Giá cháu báo ở vườn là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Vâng, báo giá tại vườn. Tiếp tục nào. Và chúng ta đến với một cây mộc hương này. Mộc hương bonsai. Vành gốc thế nào cháu? Dạ, vành vành thân của cây mộc hương. Vành của cây ở vị trí cháu đang đo đây là 23 các bác nhé. Và. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 48 ạ. Cây đang nằm trong cái chậu tàu là kích thước là 42 ạ. Rồi. Tác phẩm mộc này thì nhà vườn cháu cũng đang giao lưu với giá là 3 triệu. Rồi, giá 3 triệu. Rồi, tiếp nhé. Cây xanh quê dáng rất là quái cây ạ. Rất là điệu. Cây cũng rất là già rồi. Đang nhìn già, bạc trắng. Cháu xin được báo qua kích thước của cây. Cây đang nằm trong cái chậu 50 các bác nhé. À. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 62 ạ. Kích thước tán cây là khoảng 80. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 12 triệu. Giá 12 triệu. Quá đẹp nhỉ. Rồi, cây rất là đẹp, bông răm rất là mịn rồi. Hợp lý quá. Tiếp tục di chuyển. Tác phẩm tiếp theo cháu xin gửi đến các bác là một tác phẩm rất là quý nhé. Đây là một cây xanh lá móng ạ. Đây các bác nhìn này. Bộ lộc nó lên như là vàng ướp luôn. Xanh lá móng cái cốt đẹp thế nhỉ. Dạ vâng. Cây xanh là móng được một cái cốt đặc như này thì ít có đấy. Ít có lắm. Đấy. Đây. Dưới gầm cũng rất là dày răm rồi. Răm rất là dày. Bóng cây quá đẹp luôn đấy. Xanh là móng lẩy lộc rất là đẹp luôn. Bộ chân bệ rất là đẹp. Cây này là cây làm rất là kỹ các bác nhé. Được cắt giật từ thân này đến tận chi răm luôn. Ừ. Đây. Được đấy. Chơi hay quá nhỉ. Xoay ra thế này. Cây cắt này, nhịp 1 này, nhịp 2 này, nhịp 3 này, 4 này, 5 này. Rất nhiều nhịp cắt giật luôn mới lên được thành cái tác phẩm này. Được rồi. Thì công hàng làm rất là kỹ ạ. Anh đứng sang bên này tôi lấy cái kiểu ảnh cái sang bên này, sang bên này. Cây xanh làm móng tí. Đẹp quá. Chụp nhá. Đẹp ạ. Đây rồi. Cây này giá bao nhiêu anh? Dạ, cây này cháu đang lưu thì giá là 42 triệu ạ. Giá 42 triệu. Tuyệt vời đấy. Tiếp tục nhá, di chuyển. Rồi. Cây xanh năm điền. Dạ vâng. Đây là một tác phẩm xanh năm điền. Dáng rất là quái cây. Bông răm thì mịn này các bác nhé. Răm được làm mịn rồi. Đường thân co rất là quái đấy. Bệ là trải bò lên trên mặt đất. Như một con rắn. Cháu cũng xin được báo qua kích thước của cây. Cây đang nằm trong cái chậu 40 các bác nhé. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 38 ạ. Ừ. Tác phẩm xanh năm điền này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 16 triệu ạ. À.
Ok. Vâng, chúng ta đến với một cây cóc các bác. Đây là một cây cóc đã được ghép cóc thái rồi các bác nhé. Đây, cái mầm cóc thái đấy. Vâng, ghép cóc thái vào thì chỉ độ nó nhanh ra quả lắm. Dạ vâng. Cây này chắc mình phải nghĩ thì khoảng tầm lâu thì 2 tháng nữa thôi là là ra quả đấy. Vâng. Xin được báo qua cái kích thước. Cây đang nằm trong cái chậu là 32 các bác. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 46 ạ. Tác phẩm cóc này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 2.900.000. Được rồi. Dạ vâng. Tác phẩm xanh quê dáng đổ các bác nhé. Báo qua cái kích thước của cây ạ. Hoành của cây ở vị trí thì cháu đang đo đây là 66 ạ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên là 54. Kích thước tán cây là gần 1m2 các bạn. Khoảng gần 1m2. Tác phẩm xanh quê này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 48 triệu. Cây xanh quê rất là đẹp. Sáng đổ, bông tàn mịn rồi. 48 triệu. Dạ vâng. Rồi. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây ổi ta dáng trực huyền này. Tác phẩm này thì đợt vừa rồi cháu mới thu lại thì đây là đang lẻ mầm lại đây rồi. Cây ổi ta này đã có quả rồi các bác nhé. Rất nhiều quả rồi. Cháu bây giờ cũng xin báo qua kích thước luôn. Kích thước tán của nó theo cháu đo chéo như này là nó khoảng gần 1m3 đấy. Khoảng 1m3. Hoành của thân trực này cháu đang đo đây là 16 ạ. Sắc còn phẩm ổi này thì nhà vườn cháu đang giao lưu với giá là 3.800.000. Là giá tại vườn hết các bác nhé. Giá 800. 3.800.000 ạ. 3.800. Vâng ạ. 3.800. Giá tại vườn được rồi, và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau. Anh Phú Trường Bonsai, địa chỉ tại thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội, với nhiều những cái tác phẩm xanh Nam Điền, nhất là những cái dòng phôi mà anh sưu tập được cũng khá là đẹp tại đây.